Vâng, xin chào tất cả mọi người, chào tất cả anh em. Ngày hôm nay thì mình đang tham dự một cái sự kiện lái thử Nissan Tiara. Thì như các bạn đã biết rồi, Nissan Tiara thì cũng đã ra mắt khá là lâu. Hiện tại tại thị trường thì đang có hai bản, nhưng mà có một bản nữa sắp về. Thì ngày hôm nay ở cái khu vực này đã thiết lập lên một cái đường thử để chạy những cái dòng phiên bản của Nissan Tiara. Những cái đường thử này thì chúng ta hôm nay sẽ thử cái bản hai cầu nhưng máy xăng được bán với giá là 1 tỷ 226. Cái vấn đề về trải nghiệm như thế nào thì mình đã có chia sẻ rồi. Còn bây giờ thì trong nội dung của video này thì mình muốn chia sẻ với các bạn về quy mô tổ chức một cái chương trình lái thử xe. Để nói về chương trình lái thử xe thì điều đầu tiên là chúng ta phải cần một chiếc xe và những cái khu vực đường thử. Đường thử nó có thể là đường phố, nó có thể là đường cao tốc, nó có thể là địa hình off-road. Tuy nhiên để di chuyển lên những cái khu vực khá xa thì sẽ rất mất thời gian. Nhưng hôm nay tại trong cái khuôn viên của khu vực Gamuda Le Park thì có một cái bãi đất. Và đây các bạn có thể thấy này, phía sau nha. Đã được set up ra một cái đường thử rất là nhỏ gọn. Và tất cả anh em về báo chí này, về truyền thông này, về khách hàng này cũng sẽ lái thử. Hello. Đó. Hiện tại thì đang trong công tác chuẩn bị. Mình đã đến khá sớm rồi. Bây giờ mình sẽ xem thêm cái công tác chuẩn bị của anh ấy đã đến đâu rồi nhá. Và người thiết kế lên cái đường thử này cũng như là hướng dẫn chính là anh Vinh Gai, với biệt danh là GAT69, cũng đã khá quen thuộc với chương trình của Auto Daily rồi. Bây giờ chúng ta hãy quan sát nào. Để mình quay cái camera lại. Đấy, cờ phướn càng dập trời. Úi giời, ở đây lại có cả những chiếc xe hậu cần. Đây, khu vực. Và đây là lều. Trong tất cả các chương trình lái thử thì bao giờ cũng có khu vực đón tiếp, để đón tiếp các cái nhà báo, rồi khách hàng, rồi KOL, rồi influencer, những người nổi tiếng, vân vân. Ban tổ chức đang gửi thẻ cho các cái thành viên lái thử, áo lái thử, tất cả các thủ tục sẽ được đăng ký ở đây. Bây giờ thì chưa đến giờ, bây giờ mới là giờ đón tiếp thôi, đang công tác chuẩn bị 99.9999% rồi, chỉ chờ khách hàng đến nữa thôi. Khu vực rất là rộng nhá, các cái ghế được sắp sẵn này, khu vực sân khấu để giới thiệu xe, các cái quy định an toàn khi lái thử. Đấy. Trong tất cả các chương trình lái thử đều tuân theo một cái format như vậy. Có thể tại Việt Nam, có thể tại nước ngoài, có thể tại Hà Nội, có thể thành phố Hồ Chí Minh, có thể ở đâu đó trên thế giới, nhưng đều tuân theo một cái nguyên tắc chung như vậy. Có điều sẽ khác nhau về cái cách setup, cách tổ chức tùy theo mục đích của các hãng thôi. Và đây là điểm xuất phát. Đây, xuất phát. Trình tự để thiết lập nên một cái chương trình này thì cũng rất là đơn giản. Điều đầu tiên chúng ta có khu vực chờ, khu vực đăng ký và chờ, đến lượt rồi ra lên xe lái thử và trải nghiệm các cái tính năng. Đây là những chiếc Nissan Tiara tại vị trí xuất phát. Đây, tất cả các cái bệ bước đã được tháo ra để tăng cái khoảng sáng gầm xe trên một cái địa hình đã được thiết lập lên khá là khó với những cái cản. Các bạn có thể thấy khi mà tháo cái bệ bước này thì cái khoảng sáng gầm nó đã tốt hơn. Nói chung là mục đích là cho đỡ cong cái bệ bước, đỡ phí, lãng phí, tháo ra chạy xong ta lại lắp vào, không có ảnh hưởng gì cả. Cái đấy thì rất là đơn giản. Bản này là bản máy xăng 2 cầu, số tự động 7 cấp. Đây là tại vị trí xuất phát nhá. Rồi, các cái xe đang được xếp thứ tự trên một gian này, ngon đấy. Này lái thoải mái. Các cái đơn vị thì đang tác nghiệp đây. Đăng ký form ở kia nhá. Anh em nào muốn lái thử thì cứ qua đăng ký thôi. Đây, nhạc trưởng của chương trình ngày hôm nay
nhạc trưởng anh Lê Hồng Vinh. Rất quen thuộc. Lên xe đây chỉ đấy. À bây giờ lại chỉ luôn à? Chỉ luôn. Không, anh ngồi bên cạnh anh chỉ đây cho anh em biết được là đấy, bây giờ cái bài thử của chúng ta là như thế nào. Lên luôn xe nhá. Ok. Lên luôn xe. Lên luôn xe. Rồi. Quay luôn. Quay luôn. Rồi. Anh em làm cái từ từ bình tĩnh, làm cái song phi để song phi à? Song phi để trước khi nhạc trưởng ra. Cái máy gì anh em tôi đây là cái máy này bây giờ thế thôi. Cái này là quay là... anh Vinh nha anh em này. Cái này là quay là phát luôn như kiểu điện thoại. Rồi. Một phát tí lên luôn. Từ từ cứ bình tĩnh. Cái này phải quay camera đấy. Đấy. Đây là bài đầu tiên đúng không? Okay. Tóm lại có bình tĩnh để thắt cái dây an toàn lại đã. Không, anh em lại bảo là xe an toàn sẵn rồi à? Xe ngon mà. Ngồi trong lái chả khác gì nào ra nhỉ? Đây. Rồi, đây là có phải đôi cầu đôi kiếc khóa vi sai gì chưa anh? Không chân đúng trước này. Không chân đây không chân này. Bắt đầu nhá, nếu mà Hùng ra ở ngoài thấy bốn thấy hai bánh đang quay trên không? Hai bánh đang quay trên không? Một bánh bên này trên cái quả lô và bánh bên kia. Thế à? Cứ đứng như này thôi. Đứng này thì mình ấn ra đây. Ấn vào từ từ bình tĩnh. Lại. Ấn vào khóa vi sai bình tĩnh. Rồi anh nhả ra anh từ đầu hộ em cái xem nào. Rồi, Nissan Terra này. Gai cầu cũng rồi. Nó đứng im luôn. Thì nó sẽ đứng đấy. Rồi ok. Rồi đứng luôn nhá. Bốn bánh đang trên trời chưa? Hai bánh trên không trung nó trượt hai bánh này. Trượt hai bánh à? Cứ để như này cân bằng đúng không? Đấy, rồi được rồi. Quay. Ra quay cái rồi vào thì mình đóng vi sai sau vẫn là nó lên đúng không? Rồi để xem. Đấy. Anh em có thể thấy đây bánh nó cứ quay kìa. Đấy, bánh này cứ bám quay này. Rồi. Thấy không? Bỏ ga ra nhá. Thầy set up quả này ngon nhở? Ở đấy, bánh nó cứ cân bằng nó quay này. Đây nhá, vẫn quay nhá, chân đây nhá. Chân. Tháo hẳn cửa ra. Chung đóng hộ cửa bên đấy. Đấy, số vẫn gài. Này có khi đi đâu thả cần câu cá cũng vui nhỉ? Quay nó không có thằng nào đẩy nhá. Đây nhưng mà anh em có hỏi là rằng là cái khi nào chúng ta đóng cầu, khi nào sử dụng vi sai thì thầy có thể chia sẻ hộ em cho em và các anh em. Thế nhanh cái thôi. Sau thì đây ví dụ như trường hợp này là mới đang cài hai cầu đúng không? Hai cầu rồi đúng không? Rồi. Hai không đi đúng không? Rồi. Tay này. Mút này. Từ từ mút. Rồi đâu 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 rồi. Ấn vào nhá. Rồi ấn vào. 1 2 3. Đó. Lên luôn. Nghệ chưa? Không cần. Rồi, vướng. Nghịch quá. Đây là bài đầu tiên. Bây giờ thì rồi bây giờ lên xe. Thế hóa ra lái ô tô bây giờ dễ nhỉ? Ô tô giờ đỉnh cao. Bây giờ ô tô dễ nhỉ? Ô tô giờ toàn công nghệ lái. Đấy, công nghệ lái. Rồi bây giờ là bài thứ hai đúng không? Cái dây vào đây là không có lại gào lên là tiết lộ trước hai bài nhá. Tiết lộ trước hai bài. Thì Hùng sẽ phải làm cái xe nó trượt. Lại làm cái xe nó trượt. Học cái phương pháp gọi là dịch chuyển trọng tâm trong lái xe rally. Kiểu như đầu một bên và đuôi một bên đấy. Ok. Khi mà nó trượt như thế thì mới biết được cái xe nó dễ lật hay không. Nó dễ lật đây. Bài này nó như rally đúng không? Rồi. Như rally luôn. Đây. Như thế này nhá, bỏ chân ra không có phanh lái này. Đấy, bắt đầu trượt. Rồi bắt đầu giảm lái đấy, đấy. Nhưng nó hơi chậm tí, hơi khó tí nhưng mà cứ tập từ từ. Không sao, cái này không sao. Ok cả đèn chưa? Như đi rừng ấy nhở? Ở cái chỗ này Gamuda này có cái bãi này hay phết. Góc cam nó hơi hẹp anh em thông cảm nhá. Rồi. Đây là cái máy gì? DJI Pocket. Cái con này nó chạy gầm chắc nhỉ? Thực ra em chạy Navara gầm nó cũng chắc mà. Nhưng con này nó cái sao nó nhíp. Nó là nhíp với cái thứ hai là cái trọng phân bổ trọng tâm thôi. Đấy, cái thụt xe này cảm giác nó cũng khác. Nó thiên về trở nặng. Trở nặng hơn, thụt con này là lò xo đúng không? À đâu, nó là thanh liên kết đa điểm hay gì đấy chứ? Con này nó làm cái thanh cân bằng. Thanh cân bằng của nó tốt. Thấy có hồ nước đâu nhỉ? Đấy, anh em này. Đây một cái xe Navara này. Đang đi phía trước này, đây là anh em bên ban tổ chức nhé.
Để tổ chức ra một cái chương trình lái thử như này thì cũng phải cần tới cỡ khoảng 500 anh em đấy. Đó. Đây bây giờ là một cái đường thử. Bác nào có muốn ra thử không nhỉ? Ra lái thử cái, mang xe mình ra thử cái. Đây là một cái cầu lên hàn bằng thép. Đây là một cái đôi container. Đấy. Đôi container để làm cái mặt phẳng. Và lại xuống là một cái cầu thép. Và cái bài thử này vừa cảm nhận được cái hệ thống truyền lực, cũng như là có thể thấy được cái góc thoát, góc tới, góc vượt đỉnh dốc của xe nó như thế nào. Đây là những chiếc xe của tổ hậu cần này. Bên ban tổ chức đang đi thu dọn tất cả những cái rác. Nói về vấn đề rác thì tại các sự kiện của mình thì rác thường ngập đường, ngập phố, ngập mọi lúc mọi nơi. Cho nên là anh em chúng ta là những người của thế hệ mới, rồi tất cả bây giờ hãy kêu gọi là cùng nói không với xả rác bừa bãi. Đấy, những bạn trẻ đang đi nhặt từng cái rác một. Đang đi dọn đường à em ơi? Cho sạch sẽ đúng không? Đấy, rất tỉ mỉ. Để tổ chức ra một cái chương trình lái thử xe thì ban tổ chức phải làm từ cái khâu setup đến khâu làm đường, đến tất cả những thứ nhỏ nhất, để cho chúng tôi là những người trải nghiệm, để cho khách hàng là những người trải nghiệm có thể cảm nhận rõ được những cái xe nó vận hành như thế nào. Đấy. Đây là những cái con đường hố này, những cái hố đào sâu. Anh em nào có nhã hứng thì mang xe đến đây. Muốn biết nó như thế nào thì cũng mang xe đến đây. Rồi muốn biết kỹ năng luyện tay lái như thế nào thì cũng mang xe đến đây. Tất cả các cái đường thử được thiết lập và được căng dây giữa một cái bãi đất. Wow, khá rộng đấy. Bây giờ mình quay lại nhá, quay lại để các bạn chắc hẳn sẽ nhìn ra một nhân vật cũng khá là quen thuộc. Hôm nay anh ta đã phải ninja. Tí nữa hai bánh vì một lý do gì đó không có đổ bám thì là thấy cả bánh trước và bánh sau đều quay. Mái tóc anh cũng đã vàng rồi. Bởi vì hít khí xả quá nhiều. Nếu mà xem cái video này khổ lắm. Trước bên trái bên trong phải là đã quay. Để kiếp của anh đây. Xe hai cầu nhưng thực chất độ bám đẹp dài chưa? Anh em làm ô tô rất đẹp, rất đẹp dài đây, máy này. To đúng. Tay to chính vì thế mà đấy cứ phải khen Mỹ làm gì, Việt Nam mình đây cho xem khắc phục như việc như thế này. Nó có thể kể đến một cái tổng xa là đấy, toàn buổi sáng này thì là toàn anh em báo chí không hệ thống có thể nói là nó phát hiện ra những cái bánh xe bị quay và anh đó lại truyền một bên xoắn đến cái bánh nào mà nó không quay, thì là cái bánh không quay là bánh nó có độ ma sát lớn hơn giới thiệu qua đó thì ta vượt qua. Cái phần nhưng cái hệ thống này nó làm việc ở trên Nissan cái cơ sở là chúng ta phải mạnh có Nissan cái bánh Tira. Và như lúc đấy thì để hiểu được cái xe nó chạy hay như thế nào nhưng mà thì nó có lẽ làm là việc phải lái thử thôi. Không đạp ga. Thực ra cái xe thì hệ thống chỉ có việc 3 cái yếu tố chính, một là dừng, hai là đi, ba là chuyển đường. Dừng thì sẽ ngắm nhiều. Và khi nó đóng lại phần đi và phần chuyển đường thì chắc chắn các bạn sẽ phải lái thử thì mới biết nó hay như thế nào. Còn ở trong cái video này còn trong quá trình video nó mô phỏng cái việc đang nghe lỡ đói cái thì ra đây nó quay ta dùng đồ ăn luôn sau thì lập tức là hai cái cầu sau được khóa cứng, hai bánh sau quay cùng tốc độ và chính vì thế là cái xe nó không có quan tâm đến cái việc có trượt bánh nào không, nó cứ quay cùng tốc độ, nó bám được đâu nó đi qua đấy. Thì đấy nó là cái trang bị rất là cao và có thể nói là đắt tiền nhất của một chiếc xe off road đó. Chính vì thế mà nhiều hãng xe người ta lắc. Những chiếc xe thì vẫn đang nằm đây chờ chút nữa anh em nhảy lên phá thoải mái. Thực ra chạy như thế này chưa thì gọi là phá được, nhưng mà cũng đủ để cảm nhận rõ cái xe này nó như thế nào. Nói chung là cứ chạy thoải mái đi, xe người ta thử cái điều kiện nó còn dã man hơn như thế này nhiều. Để mà nói về Tira thì có thể là lên đời sau. Nhưng mà kể mà điều dẻo, điều quân dẻo như chim sẻ đi nắng thì cũng có thể có giành được những cái thị phần nhất định trước những cái ông lớn như là Fortuner hay là Everest. Everest thì như mình đã nói rồi, mắc binh về công nghệ luôn. Nó chiếu bên trái với nhưng dù mắc binh về công nghệ thì thông qua cũng đó, khó có thể giành được số 1 khi mà cái thương hiệu cái logo của Toyota quá lớn.
Em Terra này mình nghĩ nếu mà gắn logo của Toyota thì cũng khi đi xuống thì dễ thành bá đạo lắm. Hệ thống gọi là hỗ trợ xuống dốc. Thì không sao, thì ai cũng có một game đấu riêng, quan trọng là chiến thuật như thế nào lên đời sau. Nhưng có thể giành được chiến thắng nếu như có những chiến thuật khéo léo. Đấy, bây giờ là sau tất cả các thủ tục thì bây giờ mọi người đã bắt đầu vào lái thử rồi nhá. Máy quay này, các bên đây rồi. Vâng. Đây là vòng demo đấy, phất cờ này. Đúng là phải cái em gái phất cờ chứ nhở. Ôi các anh này cũng ngon dai phết. Đấy. Đấy. Rất đông nhá, bây giờ đã trở nên đông đúc nhộn nhịp hơn rất nhiều so với lúc đầu. Rất nhiều bên tham dự luôn, từ báo chí đến KOL đến tất cả những bạn đam mê xe, yêu xe có thể đăng ký. Cho anh đi nhờ gái. À, nó gần quá. Ráp không biết đi xe đâu, quay làm gì. Quay thằng áo chân to to, à đây đợi ông Hùng lên xe được. Nhưng mà rõ ràng là phải để các em trong các cuộc đua xe rồi các kiểu vân vân là phải các em nhờ, đúng không? Mấy bạn kia đâu ra không ra vịnh cờ thì gì nữ rồi đông nam này đổ đi anh Thắng ơi. Cho nó mềm mại. Lấy mấy em hôm ở Volvo với mẹ chân dài nách luôn. Rồi rất nhiều luôn đấy, bây giờ xe bắt đầu phất nhẹ thôi. Đối với trong off road thì đi đúng tốc độ mới là chuẩn, không phải nhanh quá cũng không nên chậm quá, bởi vì một cái xe nó sẽ chịu hai vấn đề khi mà chuyển động, một là tốc độ, hai là độ bám. Thì làm nào để chúng ta kiểm soát được cái này, từng bước chậm đi đúng để có thể cảm nhận rất rõ các cái hệ thống hoạt động như thế nào, các bánh bắt đầu quay. Và tại khúc cua thì sẽ có chuyển động của các trọng tâm gọi là weight transfer. Anh em đang tác nghiệp gọi là đông đảo chưa? Đấy. Rõ ràng không khí bây giờ đã sôi động hơn rất nhiều. Chào các anh ơi. Lên ngay đấy. Vui lắm. Rồi, bây giờ lên dốc nào. Tắt máy xem có lên được không? Ui đợi, các bạn có thể thấy đấy. Rồi, dừng máy. Cú choang đầu tiên. Có hàng rào rồi, cứ lên thôi. Đẩy con ngựa giò đi tìm nhà đối thủ. Thắng có vẻ cũng hay đế chế phết nhờ. Được. Được. Rồi lên. Quá đơn giản. Có gì đâu. Nhẹ nhàng mà nhiều khi cứ phải la hét lên cho phần cảm xúc thôi. Chứ còn xe nó khỏe như này. Rồi. Đấy. Xe đi đến đâu là người đi đến đấy. Nhưng mà được một lúc thôi. Chút nữa nắng lắm. Chút nữa nắng là anh em trốn hết vào lều mà xem. Chào chú. Rồi bây giờ làm cú xuống đầu tiên nào. Cái bài này để xem là cái hệ thống hỗ trợ xuống dốc tốc độ chậm hoạt động như thế nào. Hill Descent Control. Bây giờ thì cái hệ thống như thế này thì cũng quá phổ biến rồi. Rồi đấy, phanh chậm hơn hẳn. VTC này đủ luôn. Đấy, cười. Rồi. Đó, bây giờ sẽ thực hiện tất cả các bài thôi, các bài mà anh Vinh Ga 69 đã thiết lập lên, đã
mất rất nhiều thời gian để làm ra cái đường thử này đấy. Một là chúng ta phải xác định được cái cung đường, hai là phải vẽ ra được, ba là phải mang tính khoa học để cái xe nó không bị ụp, bốn là phải đào đường, đào thử đi thử lại. Rồi máy bay của các bên bay rầm rầm đó. Là sao mà lại quẹt cả cản thế cơ? Đâu ạ? Quẹt cản. Đây anh Tú Voi bên Red Light Team. Đấy, là instructor, là người hướng dẫn cho chúng tôi ngày hôm nay. Gọi anh Tú Voi nhưng mà anh nặng chỉ khoảng hơn 50 cân. Nhưng mà riêng anh ấy đã giành rất nhiều giải thưởng trong các cái giải off-road như là KOK hay là VOC hay là gì gì đấy rồi. Nhiều lắm. Xong rồi bắt đầu lại. Ôi. Không có đà, mất không ga, ít ga quá. Nó ướt rồi, nó ướt, bắt đầu nó tha nước từ dưới lên. Là một, cái hai là cái chỗ kia cả, cái chỗ ngay bên khi lên ấy là nó bánh nó bị ngoáy xe đấy. Nó đào đấy, đấy. Chỗ đấy có cái hố. Ga là được mà. Như anh Hùng chạy lúc nãy lên ngọt sớt. Cua vào để cho nó vuông góc cái xe ở trong dốc. Còn mình sẽ để bật khóa visa để mình một cái hàng mình lên. Đây em bật khóa visa cho anh. Lên dốc là phải vuông góc là lành nhất. Lành nhất. Lành nhất. Lành nhất, bởi vì khi đó thì chỉ việc thẳng lên là chả hay ho gì việc ngồi sau cả. Nó sốc quá. Ở đây mình tắt khóa visa đi. Và anh em hãy vui lòng subscribe kênh nhé. Năm nay mục tiêu cũng khá là nặng nề, khá là rõ ràng. Cho nên mong anh em nếu như mà dư giả một cái tay, dư giả một tài khoản, dư giả một cái gì đó thì hãy vui lòng subscribe, hãy comment, hãy tương tác với chúng tôi thật nhiều để chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu và chia sẻ những cái thông tin về ô tô và những vấn đề quanh nó. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào, bye bye.